tin của đời Thánh Chúa. Xin cho chúng ta trong ngày hôm nay đến chầu Chúa, cho chúng ta biết cái tâm rất lòng luôn luôn giữ hướng niềm vui này trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn có Chúa ở cùng, vì có Chúa là sự nâng đỡ cho chúng ta thoát khỏi. Ta cùng nhau làm việc sám hối để đáng Chúa một lời chúng ta. Tôi tu nhân cùng tôi sẽ đặt mỗi vùng giữa mi và người.
từ trước tiền tập hành vũ trụ thân thi mô bài tập lấy phô lô tôn hồ của Chúa Ê-phê-sô. Anh em thân mến, chúc phục Thiên Chúa và đại gia của Chúa Giê-xu Kitô Chúa chúng ta, người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phước lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô. Bởi người đã kết chọn chúng ta trong Đức Kitô từ ba Đức Giê-xu Kitô theo yêu ý người trở mình, cho được ca người vinh quang ân sủng của người, ân sủng mà người đã ban tặng chúng ta trong con yêu quý của người. Cũng trong Đức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp chiếu theo chương trình tiền định của Đấng đã thành mọi sự theo yêu ý mình trở mình, hầu cho chúng ta ra đồng vinh quang người. Chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Đức Kitô. Đó là lời Chúa.